Xin chào anh em, lại là một clip chỉnh sửa sức mạnh tướng đây. Tính là ít ra thôi, nhưng mà ra cái này anh em lại thích nên cứ làm luôn. Nhưng mà để hiểu được cái video clip này thì các bạn phải xem phần 1 chỉnh sửa, link ở phần mô tả để hiểu hơn về sự chỉnh sửa ở phần 2 nhá. Kẻo các bạn lại tối cổ đấy. Bắt đầu tìm hiểu thôi. Đừng quên ủng hộ F bằng một like. Và nếu chưa đăng ký, cho xin đăng ký kênh và bấm một nút chuông để F ra clip là anh em nhận ngay thông báo xem sớm nhất nhá. Trên tngshop.vn đang diễn ra sự kiện tuyệt vời. Hàng ngàn event đang diễn ra, đầu tiên là bán nick Liên Quân siêu rẻ, bán không hết lời nè. Mỗi khung giờ sẽ có nick không đồng dành tặng riêng cho anh em. Ngoài ra anh em thể sử ngay cho mình một cái nick rank cao thủ tại vòng quay nick rank cao thủ với chỉ 11k. Truy cập ngay tngshop.vn để tham gia sự kiện. Anh em có dùng S không? Chơi với con theo nát với con Zone mà gặp Scott thì ối rồi ôi, chán luôn anh em ạ. Không được bảo kê nó lao vào, một cái đấm hơn 2000 phép thì sao mà chịu được đúng không? Trâu bò thì khỏi nói rồi, bắn chưa kịp làm sao xi nhê thì nó đã đập cho mình tòe mỏ rồi. Đó là lý do vì sao mà Scott phải hiệu chỉnh. Ở giai đoạn cuối game, 20% là quá nhiều với Scott. Với lần hiệu chỉnh này, khi mà các bạn mắc cấp, Scott chỉ còn là tăng 10% máu tối đa mà thôi. Hiệu chỉnh hơi bị nhiều nhá, mất đi 10% máu tối đa. Khi trang bị của Scott đa phần là trang bị tăng máu tối đa rất là nhiều. Sự hiệu chỉnh này có ảnh hưởng, nhưng chắc chắn Scott vẫn là vị tướng trâu đủ sức để các bạn leo đánh nhé. Như anh nói ở đầu clip đó, để biết được chỉnh sửa của HT, các bạn phải lần lại sự hiệu chỉnh ở lần 1. Đó là đòn đánh thưởng của anh em. Sẽ không còn phải sợ khi các bạn đẩy trụ mà lại bắn sang con tướng khiến anh em bị trụ bắn, không phải lo đấy nhá. Và hiệu chỉnh, cái hiệu chỉnh quan trọng nhất của PT đó chính là báo động, tức là cái tầm phạm vi báo động nó sẽ rút ngắn lại, khiến cho anh em nguy cơ bị mấy thằng ngộ không, mấy thằng sát thủ nó tấn công rất là cao. Hiệu chỉnh lần hai nè, đây là hiệu chỉnh mới nhá, đó chính là nhà Frank quyết định chỉnh sửa sát thương ở chiêu 1, cố định cái thời gian hồi chiều chiêu 1 là 5 giây này. Cái này là có lợi cho đoạn đầu thôi, chứ còn về sau thì cũng không có lợi gì cho mấy đâu. Về cái lượng sát thương, cái lượng sát thương hiệu chỉnh ở đây là sát thương tăng theo cấp. Thay vì 20 sát thương vật lý trên một cấp độ thì hiệu chỉnh thành 15 sát thương vật lý trên một cấp độ. Nó là sự hiệu chỉnh đó. Nhưng mà bù lại cho anh em là ở mấy cấp độ đầu ấy thì nó cho anh em là 150 cấp vật lý luôn. Ok, một sự cân bằng nhẹ nhẹ khiến cho ET không quá bá này, cũng sẽ không bị ảnh hưởng quá lớn. Bởi vì meta này là meta đấu tanker lên ngôi mà đúng không? Thì ET vẫn tiếp tục sẽ được trọng dụng và để anh em chơi thôi. Bởi vì nó vẫn là một vị tướng bắn tuyệt vời, so kè với thanh niên Tron bắn tanker phải là dạng vừa đâu. Hy vọng rằng với thông tin này khiến các fan của ET thì đừng buồn quá nhá. Nhưng mấy ông sát thủ thì vẫn cứ vui đi, bởi vì chiêu 2 nó giảm tầm rồi, anh em có thể núp bụi an toàn đi nhá. Thoải mái núp bụi và vụt ET đi. Vai ô ở phần 1 hiệu chỉnh không phải là dạng vừa đâu. Khi mà chiêu 2, chiêu 3 ấy, các bạn đánh trúng địch sẽ không còn giảm với chiều chiêu 1. Và chiêu 1 của anh em ở máy chủ thử nghiệm, nếu các bạn chưa xem ở phần 1 ấy, thì link ở phần mô tả nhá. Đó là khi các bạn sử dụng chiêu 1, các bạn phải bắn xong thì nó mới hồi chiêu. Đương nhiên clip các bạn đang xem ấy là clip ở phiên bản hiện tại nên nó không có. Còn ông nào muốn xem hiệu chỉnh chính xác hơn ấy thì tồi gió ấy, thì các bạn link ở phần mô tả nhá. Các bạn kích vào đấy sẽ biết được hiệu chỉnh của vai ô. Ví dụ như là tầm chiêu 2 được gia tăng lên 2m nè. Rồi chiêu cuối có sự hiệu chỉnh nè. Hiệu chỉnh nhiều lắm luôn anh em. Đó là những sự hiệu chỉnh ở phần trước của VO, thông số ở góc trái mình đó anh em. Nhưng mà chúng ta cần biết clip này là phần 2 hiệu chỉnh. Đầu tiên, bất kỳ đơn vị nào ở gần điểm kết thúc của lần lăn mình, tức là lăn chiêu 1, sử dụng chiêu 1 đó, ngoại trừ trụ nhá, đều có thể kích hoạt tốc độ chạy cho anh em. Ở đợt trước chỉnh sửa lần 1 ấy là tối đa 80%, còn bây giờ giảm chỉ còn 50% thôi. Nhưng mà bù lại ấy, thì thời gian ở chiều chiêu thức này là 4 giây. Bởi vì bây giờ anh em làm gì ở chiêu 2, chiêu 3 để giúp giảm một chiêu đâu. Các bạn chỉ có thể đánh thường thôi đúng không nào. Đó là sự hiệu chỉnh khiến cho sức mạnh của VO có ảnh hưởng không? Chắc chắn là có rồi. VO rất là quan trọng ở chiêu 1. Thứ nhất, chiêu thức cơ động. Thứ hai, chiêu thức rỉa nè. Và gần như tất cả sức mạnh của VO nó nằm ở chiêu thức này. Nên là các bạn phải tận dụng tối đa. Đương nhiên yên tâm, ông nào mà lo lắng qua VO ấy, để xem ở phần 1, link mô tả nhé. Chỉnh sửa phần 2 nè. Bởi vì cái tầm của chiêu 2 nó xa quá anh em, tăng tận 2m cơ mà, nên giảm tốc độ chạy của kẻ địch đương nhiên không thể 90% được. Như thế kẻ địch làm sao nhích nhích đây, sẽ giảm 50% tốc chạy trong 1.5 giây. Thực sự thì số phận của VO cũng lòng đong lắm anh em, cứ khi nào ra tay phục lại tăng thôi. Nên các bạn cứ từ nhá, dù sao đây là con cưng gà rán cơ mà. Lavi hiệu chỉnh ở phần 1 ấy thì chúng ta có thêm làm chậm kẻ địch và cộng dồn. Cái này là chiêu thức chôm từ theo nát chưa một ra đó anh em. Nhất là nhiều anh em comment bảo thằng khốn nạn Lavi tăng sức mạnh cái gì, mày lấy của theo nát thì có, thì nó gần đúng như vậy mà anh em. Thì cho Lavi cũng chơi địch đáng gờm hơn. Ngoài ra còn sửa thêm chiêu 2 có thời gian tồn tại trong 3 giây, và khi vận dụng chiêu 2 anh em được tăng giáp ảo cơ, kinh dị nhá. Để cận cảnh hơn về sự chỉnh Lavi này, các bạn để xem link ở phần 1,
Linh mô tả tiếp xem là có nhé. Hiệu chỉnh ở phần 2 này, đó là hiệu chỉnh về cái chiêu 2, đó chính là khiên phản tốc. Hiệu chỉnh đó chính là thời gian hồi chiêu này. Thời gian hồi chiêu sẽ bị hiệu chỉnh một chút, bởi vì 3 thôi. 3 giây đã thành công một hiệu ứng khống chế cơ mà. Thời gian cực kỳ lâu, thay vì 1,5 giây các bạn phải căn ke. 3 giây là một thời gian không phải ít anh em ạ. Thoải mái cho vị tướng này có thể chơi được. Tăng tốc ấy là tăng 20% tốc chạy thôi, thay vì 30% hay là khi bản hiện tại là 60%. Các bạn phải xem phần 1 nhá thì mới hiểu được sự hiệu chỉnh tại sao của phần 2 này. Tức là nó hiệu chỉnh ở máy chủ nhiệm ấy, nó có một cái giai đoạn phần 1, phần 2, phần 3. Các bạn phải xem kỹ càng và ở trong kênh của F có đầy đủ cho anh em đấy, các bạn đừng lo. Tạo lá chắn, khống chế, biến khống, quá tuyệt vời đúng không nào? Đó chỉ là hiệu chỉnh của Lavi. Còn bé theo nát thì sao? Ở chỉnh sửa phần 1. Tiếp tục là Lincoln mô tả đó. Nội tại hiệu chỉnh phần trăm gia tăng. Thông số ở trên màn hình đọc là thấy không ngon đâu nhá. Chiêu 1 ưng nhán nè, hiệu chỉnh lại cấu trúc sát thương. Nhưng mà xóa đi, đó chính là thằng Lavi nó chôm đi cái làm chậm của anh em rồi. Nên bây giờ các bạn chơi theo nát bật chiêu 1 lên ấy, nó không còn cộng dồn làm chậm đâu. Mấy ông chạy thích lên dìu và áo băng, khiến một theo nát siêu làm chậm đâu nào. Ý tưởng được đấy. An tiến chiêu 2 nè, làm chậm rất là đỉnh cao anh em. Bây giờ cứ bắn là cái địch làm chậm luôn, không cần phải biết là bao nhiêu mũi tên chúng nhé. Chiêu cuối sẽ không còn hóa giải khống chế, nhưng mà nếu bị phá ấy, thì các bạn có 3 giây để mà hồi lại. Nhưng bù lại cho anh em chính là cái thời gian khống chế không quan trọng khoảng cách. Hiệu chỉnh phần 2 nè, hiệu chỉnh quan trọng ở trong clip này. Chiêu 1, thời gian ở chiêu giảm 1 giây. Được cái trước nhưng mà thực sự thì cũng không phải là quá nhiều. Ok, anh em đồng ý với Edu nào. Chiêu 1 và chiêu thức sát thương rất là quan trọng để ở rìa xa và đảm bảo an toàn cho theo nát. Chiêu cuối nè, chiêu cuối sẽ được hiệu chỉnh thời gian làm choáng. Có vẻ như nhà phát hành thấy rằng 1,5 giây ở bất kỳ thời điểm nào, gần hay là xa, khi nó theo nát cũng bắn quá lực đi, vậy nên phải giảm thôi. Ok, đồng ý luôn. Bên giảm chỉ còn 1,25 giây. Anh em bảo là khi nào tăng cơ động theo nát đi, vượt tường các kiểu lăn lộn như phải ô đi, nó mới gọi là sửa được. Chứ bây giờ kiểu này vẫn làm vị tướng cần bảo kê anh em ạ. Dừng chắc đi mà đi, chỉ cần bảo kê theo nát thôi, theo nát sẽ bắn tất cả nhá. Thời gian ở chiêu giảm xuống giúp anh em thể tấn công và sử dụng để cùng đội khống chế hoặc là mở tranh, kiểu như là chiêu 1 của Sleep chẳng hạn. Nói về hiệu chỉnh ấy, không ai qua mặt được Zone đâu. Zone hiệu chỉnh lần này là lần thứ 3 rồi, nhưng mà mình sẽ gói gọn lại là hiệu chỉnh phần 1 ở trước đi. Đầu tiên là chiêu 1 không còn khống chế cả địch nè. Và nhớ nhá, cái nội tại là không còn sáng chuẩn đâu, mà là sáng tương 100 máu. Chiêu 2 là chuyển từ chiêu 3 xuống, và chiêu 2 của anh em có khả năng khống chế kẻ địch, đẩy lùi choáng những kẻ địch ở trước mặt vị tướng Zone này. Chiêu 3 thì là từ chiêu 2 đổi lên, đơn giản như thế thôi, anh em chỉ cần nhìn là hiểu ngay rồi đúng không nào. Và chính sự chỉnh sửa này tạo nên rất là nhiều tranh cãi của anh em. Người thì thích, người đứng thích, người thích bảo thôi cái nào chỉnh sửa xong tôi lại điều chỉnh lại vị trí kỹ năng cho nó bớt bâng ngỡ đấy. Và chỉnh sửa phần 2 đợt này này, đầu tiên cái nội tại ấy 3%, nhà phát hành thấy rằng hơi căng ấy nhở, thôi thì giảm xuống 2% đi, nhưng mà là 150 công một tí chuyển thành 1% phần trăm máu, tức là nó sẽ tính theo lượng công vật lý của anh em, nó sẽ gia tăng cái phần trăm máu của anh em lên. Yên tâm nhá, Zone tầm 600-700 cũng tăng khá khá rồi. Tên nổ nè, đây là sát thương, tức là chúng ta sẽ hiển thị thêm cái lượng sát thương cho chiêu tên nổ, tức là chiêu 1 của anh em đó. Khi mà chiêu 1 của anh em không còn có thể làm choáng địch, mà các bạn chỉ còn đó là chỉ còn có thể làm chậm cái địch mà thôi. Chiêu 2 tên thần từ chiêu cuối xuống đây, sát thương nè, sát thương chảm phép nè, vẫn ok nhá. Nhưng mà chiêu 2 này chỉ sát thương lên, đó chính là tướng thôi, lính quái không tác dụng. Các bạn phải nhớ sự chỉnh sửa của Zone nhé. Nhưng mà để biết chi tiết hơn thì tiếp tục là link ở phần mô tả. Anh em thấy chỉnh sửa sao về Zone, hãy để comment video nhé. Ok, và đó là tất cả các vị tướng được chỉnh sửa ở trong clip này. Anh em nếu mà xem phần 2 mà không hiểu ấy, bảo là ôi tại sao lại có sự hiệu chỉnh nhìn nó lạ lùng ấy nhỉ, thì các bạn nhớ xem phần 1 cho mình nhé. Xem phần 1 xong các bạn mà xem phần 2 ấy, thì lại cực kỳ dễ hiểu luôn. Mà anh em yên tâm là mình sắp xếp rất là cẩn thận nhá. Phần 1, phần 2, phần 3 hay gì đấy, cực kỳ rõ ràng ở dưới ring luôn cho anh em, để anh em xem là phải hiểu, mà chưa hiểu xem lần 2 lại quá hiểu luôn đấy chứ. Các bạn xem xong ấy thì đừng quên để lại các đánh giá của anh em nhá, bởi vì đó chỉ là đánh giá của S mà thôi. Nhớ nhận đó chỉ là đánh giá cá nhân thôi. Còn S đang rất là chờ mong xem, nghe, đọc các đánh giá của anh em dưới phần bình luận. Có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc gì, các bạn cứ để lại comment video nhé.
Anh em ơi, Ad bây giờ tham gia ứng dụng TikTok. Vậy nên, nếu bạn nào tham gia ứng dụng này, theo dõi anh Ad nhé. Link ở phần mô tả, các bạn cần click thôi. Sẽ được cập nhật thông tin mới nhất, siêu ngắn gọn. Tham gia ủng hộ Ad nhé. Nếu thấy video hay và có ích, bạn nào chưa đăng ký kênh, cho Ad một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất. Vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.